Người phụ nữ đi xe SH tháo biển kiểm soát giật tập tiền tại cây xăng khai gì? Tại cơ quan công an, bước đầu Nguyễn Thị Phương Thảo khai nhận do khó khăn trong cuộc sống nên người này nảy sinh ý định cướp tiền của nhân viên cây xăng. Liên quan đến vụ cướp xảy ra ở thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu, gây xôn xao dư luận, cơ quan công an cho biết vào khoảng 19 giờ ngày 10 tháng 4, công an thành phố Lai Châu nhận được tin báo vào lúc 18 giờ 41 phút cùng ngày tại cửa hàng xăng dầu số 2 thuộc công ty cổ phần thương mại xăng dầu Lai Châu, tổ 22, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, đối diện bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, xảy ra vụ cướp giật tài sản. Sau khi tiếp nhận tin báo, xét thấy tính chất phức tạp của vụ án, công an thành phố đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự phối hợp với các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường và khẩn trương phối hợp công an các phường, xã tổ chức xác minh, điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trong vòng 46 giờ sau khi xảy ra vụ án, công an thành phố Lai Châu đã xác định đối tượng thực hiện hành vi cướp giật tài sản là Nguyễn Thị Phương Thảo, 32 tuổi, trú tại tổ 1, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Nguyễn Thị Phương Thảo khai nhận do túng thiếu tiền trang trải cuộc sống nên đã nảy sinh ý định cướp tiền của nhân viên cây xăng. Sau nhiều lần đi đổ xăng, quan sát nhân viên bán hàng cầm tiền sơ hở nên chiều ngày 10 tháng 4, Thảo điều khiển xe máy đã tháo biển số, đeo khẩu trang rồi đi ra cây xăng số 2 tại phường Đông Phong vừa mua 10.000 đồng tiền xăng. Khi trả tiền, Thảo đã đưa cho nhân viên bán xăng tờ tiền 100.000 đồng trong lúc người bán đang tìm trả tiền thừa. Thảo quan sát xung quanh thấy vắng người nên đã cướp giật tiền của nhân viên này rồi tăng ga tẩu thoát. Tuy nhiên, nhân viên cửa hàng đã cảnh giác hô hoán và giật lại được tập tiền. Sau khi chạy thoát về nhà, Thảo đã cởi bộ quần áo mặc khi gây án, tại tấm thạch cao trần nhà để cất giấu. Được biết, Thảo hiện là nhân viên văn phòng của một đơn vị trên địa bàn thành phố Lai Châu. Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.